Chào các bác nha, em mới dọn xong được tiếp cái con TM5. Đây là máy rửa bát, hàng cũng khá là khan quá, không có nhiều hàng. Các bác nào theo dõi kênh thì các bác thấy rất là ít máy đăng lên, nó không nhiều đa dạng như lần trước nữa. Vào mùa đó, mùa miền Bắc nó rét thì nó các bác khách hàng mua rất là nhiều, ngày nào bán rất là nhiều máy rửa bát. Ở đây là một cái con TM5. Cái dòng TM5 này thì cái chiều cao của nó có 60 phân này các bạn này, nó phù hợp với các cái gian bếp mà đa số hiện đại bây giờ mọi người hay đặt từ cái mặt đá đấy lên cái gáy tủ bếp là 60, thì con này nó 60 tròn các bác nhá. Đấy. Hình thức nói chung là mọi thứ làm khá là ổn rồi, sạch sẽ. Lưng tôn ở mức bình thường. Mặt thì làm đẹp. Lưng tôn con này cũng khá là phẳng. Đời 2011. Xe từ máy 0343 TM5. Rửa hoàn toàn với nước nóng 80 độ C. Đấy. Hẹn giờ, đèn báo thời gian sấy. Bên trong nội thất rửa nước nóng bỏng nghi ngút các bạn. Nóng luôn nó nha. Được sạch luôn. Tất cả dầu mỡ tan biến hết. Đối với máy rửa bát Nhật, cực tiết kiệm luôn, các bác không tốn tiền mua hóa chất tẩy rửa, không độc hại. Như máy châu Âu thì các bác phải tốn tiền mua nào là viên rửa, bột rửa, nào là chất làm bóng, nào là muối. Nhưng máy Nhật thì sơ khai như cái thời Việt Nam mình vẫn còn lạc hậu ấy, chỉ mang mỗi nước nóng ra để rửa bát thôi. Đây. Thì người Việt mình ngày xưa mà đến xà phòng còn không có cơ, thì lấy đâu ra nước rửa bát đâu. Đây. Thế là rửa hoàn toàn bằng nước nóng. Em còn nhớ những cái năm bé bé mang đun siêu nước nóng ra dội rửa bát, lấy mấy cái sơ mướp ngoáy rửa nó rất tráng. Nhưng mà thực sự ngày xưa ăn ít mỡ, nó không nhiều mỡ như bây giờ. Ngày bây giờ ăn nhiều mỡ như bây giờ thì lấy đâu mà sạch được, đúng không ạ? Ngày xưa làm gì có mỡ mà rửa mấy. Còn máy rửa bát Nhật thì các bác yên tâm nhé, nó rửa thì khỏi phải nghĩ luôn. Trước này em bán 2,8 triệu bảo hành 1 năm này. Các bác là muốn ngon bổ rẻ mà chiều cao 60 phân thì lấy chiếc này nhé. Chào các bác.